Xin chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay thì em có về một số đồ nghề dao rìu các loại, bình xịt sơn sẽ cũng có nha, dao đề ba, dao sashimi các loại nha. Rồi đi nhanh vào từng món nha. Ở đây thì mã số 1, cái này là một cái đá mài tay nha. Này viên đá của nó thì đáng nhẽ là size của nó cũng phải tầm 10 cm đó. Size được viên đá 10, đường kính 10 cm, mà cái này họ nắp viên đá nhỏ vào, còn là có thể họ mài cũng mòn hết rồi. Để các bác thay lại đá nha. Còn nguyên bản nó thì còn rất là đẹp nha. Cỡ lớn này. Rồi một cái như thế này. Mã số 1. 320k nha. Cái này nắp vào cạnh bàn cạnh ghế gì đây, ra đỡ. Mã số 2, cái đầu bắn vít hơi, xài hơi không biết công tắc nó chỗ nào. Này, test thì nó vẫn còn hơi nha. Loại này nó rất là ít khi mà bị hư. Quay cũng rất là ok. Và một cái cục như thế này, mã số 2, 250k. Mã số 3, cảo cáp, tời cáp. Tời cáp này là hãng gì đây, gì toàn chữ đây, không biết là hãng này, nó rất là mới nha. 660kg, này 660kg nha. Răng lợi còn nguyên này, chưa hề bị mòn, bị tè gì nha. Cáp cũng còn rất là mới. Và một cái như thế này, mã số 3, 350k nha. Mã số 3. Mã số 4, Vitole sơn. Này em test hơi rồi nha, còn rất là đều hơi. Có mấy van điều chỉnh này. Đây thì nó không có ghi hãng gì, về lô hàng không có ghi gì, còn rất là ok. Bình sơn này, có màu sơn này, chắc màu inox chắc, không thấy han gì gì. Này, chắc khoảng 1 lít, chắc khoảng 1 lít. Rồi một cái như thế này, mã số 4, 390k nha. Mã số 5, con dao đi rừng, dao chặt và tân lặng nha. Một chiều là 15,5 cm, bảng của nó là 6 phân, phần ngoài này nó dày cỡ 1/4 nha, đấy. 1/4, đấy. Gần 1/2 luôn, rất là dày luôn. Mài hai mặt nha, trong này thì nó dày khoảng 8 ly, đấy. Mài hai mặt để chặt cây to thì cũng vô tư rồi, cán nó rất là chắc chắn nha. Này mã số 5, 350k. Mã số 6, này, Kiri.
N, một chiều dài 11, một chiều dài 13, còn rất là đẹp nhé, vuông thành sát cạnh. Cá này nó bị hư rồi, họ cưa đi thôi chứ không phải là hư. Mã số 6 300k chị em nào. Mã số 7 này cũng một cái view tài voi, loại nhỏ nha, nhìn đi cá nó cũng còn rất ok nha. Chiều này dài 10 này, chiều cũng 10 luôn, 9 phân rưỡi, hai bên 3 vạch. Còn khá đẹp nha, nhỏ gọn này, đục đẽo gọn lũa đều được nha. Mã số 7 250k. Đó, hoặc là tay yếu hoặc là mình xài những công việc thủ công nhỏ nhỏ thôi. Mã số 7 250k. Mã số 8 con dao đi rừng rất là chắc chắn nha, dày cũng 7 ly, dày 7 ly, chiều dài lưỡi của nó là 18,5, bản 5.5, còn rất là ok nha. Đây có chữ này, em mới đau dầu thì sẽ sinh sơ thôi, còn có mỏ phóng này, còn bác nào không muốn xài mỏ phóng thì có thể cắt nó đi thôi, còn rất là đẹp. Rồi một con này, mã số 8 250k. Mã số 10, mã số 9 này là con rìu bổ củi khá nặng, con này chắc phải tầm 2 ký đó, gần 2 ký, còn khá đẹp luôn. Dài 20cm, bản 7.5, rất là dày, dày luôn. Rồi một con như thế này, mã số 9 300k. Mã số 10 này là cái cuốc chim nhỏ gọn, hoặc là làm bonsai làm cây cối nhỏ thì dài nó hợp lý rồi. Chiều này dài 10 này, chiều 5 này, tổng chiều dài của nó là 27cm, cán cũng còn rất là ok nhé, còn nguyên lưỡi này, phần này là đúc nha, đúc liền khuôn luôn, không có hàn đâu, rất là cứng. Phần này nói dày có khoảng 3-4 gì đó. Rồi cái này mã số 10 190k. Mã số 11. Cái này mới chất đây. Đó. Na bàn nhá, cái na bàn. Dành cho bác nào đi xem nhà hướng đất gì đó, xây nhà trước cửa cầm đi xem nhà xem cái nhà hướng này có mua được không. Bác nào mua nhiều nhà thì sẽ sưu tầm một cái nhé. Còn chạy ok nhé. Đồng tây Nam Bắc đây, made in Japan nhé. Quay đi nó cũng chỉ có một hướng thôi. Đây, xem theo cái kim chỉ của nó thôi. Rồi một cá như thế này, mã số 11 150k, móc chìa khóa cũng được, nó gọn nhé, 150k, mã số 11. Mã số 12 này, một cặp dao nó bị hư cán rồi nhé, xài hết đời dao hư cán rồi mà dao vẫn chưa có bị ảnh hưởng gì này,
vẫn còn rất là lớn, rất đẹp luôn. Này dài 22 cm, bạc là gần 6 phân nhé, 5 phân 8. Trong này dày 2,5 ly nhé, 2,5 ly. Gần giống một cái dạng dao bầu ra, còn rất đẹp. Về thì các bác nào sửa lại thì mình hàn thêm cái que đấy thôi, hàn thêm vào mình chế cán thôi, làm cán đẹp đẹp là ok rồi. Một cây này nữa, này dài 17,5 cm, bản 5 phân, gần 5 phân, này dày khoảng 3 ly này, mỏng ra này 2 ly, rất là cứng nhá. Loại này nó còn có 2 lớp thép luôn này. Rồi, một cặp như thế này, mã số 12, 350k. Đã ưu đãi cho bác nào về chỉnh sửa nha. Thương thẳng đánh rõ. Mã số 12, 350k một cặp. Mã số 13. Này, chất thủ công này, dài 17,5 cm. Bản 4.5, dày khoảng 1,5 ly nhé, rất là cứng, cán gỗ 3 chốt này, xuyên suốt này, nó còn khá đẹp luôn. Này mà đi cực bén rồi, mã số 13, 220k. Mã 14, dao lọc này, dài 21 cm. Bản 4 còn khá là ok, cả nó xuyên suốt luôn này, 3 chốt cần gỗ nha, cần chữ này, này dày khoảng tầm 1,5 ly. Rồi một cây như này, mã số 14, 190k. Mã số 15, sashimi này còn rất là đẹp luôn, gần như là mới luôn, dài 22,3 cm, bản 2,8 nhé, còn khá mới luôn. Đây có chữ này, này thì nước sơn của nó cũng còn khâu đồng nhé, khâu đồng cá nó ok. Và một con như này, mã số 15, 270k. Mã số 16, còn dài 22,5 cm, bản 3 phân. Này dày còn tầm gần 3 ly nhé, 2,5 ly, gần 3 ly. Đây có chữ này, cũng còn khá đẹp nhé, đầu đồng cá nó còn ok nhé. Rồi con này mã số 16, 270k. Mã số 16, mã số 17 này thì khâu nhựa còn đẹp nguyên, dài 21 cm, bản 3/2, này khá rộng, này thì nó dày khoảng tầm gần 2 ly nha, gần 2 ly. Có chữ này, nó hơi mờ. Này cũng còn khá là đẹp luôn, tem mác vẫn còn nha, câu còn đẹp. Này mã số 17, 250k. Mã số 18, dài 16,7 cm, bản 5/5, 5.5 cm, dày tầm 5 ly nhé, trong này dày khoảng 5 ly, mỏng gần ra ngoài, có phân chia 2 lớp thép này, cũng còn rất là đẹp nha, cá nó ok, đứt chút thôi nhưng mà không có ảnh hưởng gì nha các bác. Này thì nó không có ghi chữ gì,
Rồi, một con như thế này, mã số 18, 300k. Còn cá mới luôn. Mã số 19. Con này thì dài 18cm. 18. Bản 5,5cm. Này nó dày tầm 3 ly thôi. Dày 3 ly. Đây có chữ này. Có hai lớp thép này. Có đường. Còn rất mới luôn. Nguyên nước sơn này. Cá nó còn đẹp nha. Rồi mã số 19, 280k. Cá này thì nó làm kiểu không có khâu chứ. Khâu nó đóng vậy thôi. Mã số 19, 280k. Mã số 20. Con này thì dài 15,5cm. Gần 16cm. Bản 4.5. Thép không gì nha. Không gì. Còn rất đẹp luôn. Mã số 19, 230k. Này là như chưa xài gì nha. Để bác mai sơ đi mà xài là được rồi. 19, 230k. Mã số 20, dao titan. Còn khá mới luôn. Dài 18cm. Bản 4/5. 18cm, bản 4/5. Dao titan nha. Cái này thì về các mài đi là xài cực bén nhá. Bén rất là lâu. Siêu nhẹ. Loại này nó thường làm cán nhựa thôi, nó không có làm cán khác đâu. Hãng này thì nó chuyên làm cán nhựa. Mã số 20, 250k. Nhựa nó nhựa siêu nhẹ luôn. Mã số 21, cũng một con titan. Này thì dài 15,5cm. Bản 4 phân, gần 4 phân. Rồi các mài sơ lại rồi. Mài mài sơ chứ thực ra mài nó hơi lâu nha, thép nó rất là cứng. Mài một khi nó bén thì bén rất là lâu. Mã số 21, 190k. Còn khá đẹp nha. Mã số 22. Này còn giá sứ chứ. Chúng ta mới thôi. Màu cực đẹp. Này thì nó không mài đá nha các bác. Này có mài chuyên dụng của nó, mài cao su gì đó. Giá nó ok nha. Đặt đẹp luôn. Hãng Forever luôn. Này dài 16cm. Bản 4.3. Rồi, một con dao sứ như thế này, mã số 22, 170k. Tráng lớp men nên bóng rất đẹp luôn. Mã số 23. Con này dài 14,5cm. Bản 4.5. Gì nhá. Trong này nó dày cỡ khoảng 2 ly nhá, dày hơn 2 ly. Ngoài này 1 ly. Rất là cứng luôn. Con này khi chặt gà chặt vịt cũng được đấy. Mã số 23, 190k. Mã số 24. Còn thép kẹt nha. Dài 16cm. Bản 4.5. Thép 3 lớp nha. Thép 3 lớp. Cái ăn gỗ này. Còn đẹp luôn. Bản vuông. Này thì sẵn nó vòi vãi nó như thế này rồi. Mã số 24. 190k. Về bác mài sơ thì được rồi. Số 25. Cũng một cây thép kẹp luôn. Thép 3 lớp. Dài 17,5cm. Bản 4.3. Còn rất đẹp luôn. Cán ok nha, cán gỗ này.
25 220k. Mã 26. Con kép kẹp luôn. Dài 17 cm. Bản này 4 phân. Phần này của nó thì siêu dày thôi. Dày tất tầm 2 ly. Khá là nặng tay. Này mã số 26, 190k. Mã 27. Này thì trong kiểu dao lê chỉ đó này. Này dài 17,5 cm. Cán rất là đẹp nha, chuột đồng. Phần này mài một bên này. Bên này mài nhọn này. Còn khá là đẹp. Mã số 27, 200k. Mã 28. Để bàn. Rất là dài thôi. Dài 18 cm nha. Gần 18 cm. Bản 5 phân 4. Này thì nó dày 7 ly nha. Đây, 7 ly. Còn khá là ok. Chữ này. Cán còn đẹp nha, chắc chắn. Loại lớn như này rất là ít nha, lâu lâu mới có thôi. Mã số 28, 430k. Mã số 29. Con thì bà luôn. Dài 14,5 cm. Bản 4 phân 5. Rất đẹp nha. Con này dày 8 ly nha. 8 ly. Khá là dài. Này, mã số 29, 280k. Cán còn ok nha. Đẹp luôn. Mã số 30. Này dài 15 cm. Bản 4 phân, bản 5 phân nha. Thì nó dày khoảng 4 ly. Dày 4 ly. Còn khá là ok. Điều cán của nó thì phần này nó bị hơi đứt nha. Về các bác chỉnh sửa lại, lọc keo vào, thay cán đi tùy. Mã số 30, 280k luôn. Phần này còn nguyên bản nha. Chưa là rũa gì. Mã số 31. Con đề bà nhỏ. Dài 13,5 cm. Bản 4 phân 3. Này thì dày 5 ly. Dày 5 ly. Chữ này hầu đồng nha, hầu đồng. Khá nó còn khá đẹp. Để bác mài rũa lại nha, bóng lên đây. Mã số 31, 220k. Mã số 32 cũng một con tương tự luôn. Còn khá nó đẹp luôn. Dài 20 à, dài 13 cm. 13 cm. Bản 4 chân 4 phân 2. Dày 7 ly nhé. Dày 7 ly. Còn khá đẹp này. Mã số 32, 220k. Hầu đồng. Mã số 33. Này còn khá ok. Dài 13,5 cm. Bản 4 phân. Này thì nó dày 3 ly nhá, dày 3 ly. Cán còn đẹp nhá. Làm cá làm đồi vô tư rồi. Mã số 33, 200k nhá. Ok. Mã số 34. Là dao cán xương. Nhọn. Dài 16,5 cm. Bản 4 phân. Mà đi cũng rất là bén nha. Kinh con. Cán hầu inox. Thép cũng dỉ nha. Mã
số 34, 160k. Mã số 35. Một cặp hai con dao kiểu như dao ghép dao chiết gì đó. Đó. Chữ này. Và một cặp như thế này, mã số 35, 150k. Mã số 36. Đây là một cái kéo cắt hàng rào, cắt tỉa lá, có nó so trợ lực này, tem mác cũng còn đầy đủ nha. Đằng này nó bọc inox luôn này, nó cứng cáp, lưỡi còn nguyên nha, chưa có bị mệt bị gam gì. Made in Japan. Rồi, một cây như thế này. Mã số 36, 170k. Làm kiểu cọc cong. Mã số 37, cây xẻo. Xẻo mũi nhọn. Dài 23cm. Chiều này là 29cm. Còn khá là ok. Loại này thì mình xài nó chỉ mòn mũi thôi. Đó. Phần này của nó rất là cứng nhé. Cán thì cắt đi rồi. Để các bác chế lại cán nhé. Mã 27, 230k. Mã 38. Một cái xẻng tương tự luôn. Dao kiểm định này. Còn khá đẹp nhỉ. Mã 38, 230k luôn. Mã 39. Này, cây cuốc dài 14cm, chiều 20. Này thì nó hàn nha, không có đúc liền, còn khá là ok. Dày tầm 3 ly nhé, 3 ly. Cứng lắm. Mã số 39, 120k. Mã số 40. 40, một cái xẻng. Xẻng nhọc nhé. Này dài 22cm. Một chiều là 16,5cm. Cán sắt luôn, có tay cầm trợ lực này, rất là chắc chắn nhé, còn khá đẹp luôn. Con này mã số 40, 230k. Bác nào xài công việc nó vừa phải thì mình xài những cái này là được. Bạn mua. Trên đây là một số món đồ ngày hôm nay. Bác nào cảm thấy món nào phù hợp với mình thì xem kỹ video trước khi lựa chọn nha. Cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi.